Ok, với đáp em biết luật rồi đúng không? Em biết rồi, vẽ trái quỷ xong rồi quất canh thôi. Mày hay, giờ vẽ nè. Ok, muốn vẽ cái gì mình vẽ luôn hả? Đúng rồi, muốn vẽ chỗ nào vẽ. Nhưng mà quan trọng là phải vẽ đẹp mới được nha. Thì đây chính là trái quỷ mà mình định vẽ, các bạn thấy rồi đó, đừng nói cho Vidắc biết nha. Nhưng mà cái trái này hình như nó hơi khó vẽ thì phải, mà không sao. Với trình độ mỹ thuật âm 10 chấm của mình thì mình nghĩ là mình có thể vẽ được trái này siêu đẹp luôn. Rất là đẹp đúng không các bạn? Đây, mình sẽ vẽ thêm một sợi gâu bên đây nữa. Nghe có gâu em biết trái gì đúng không? Trái gồng. Sai. Đó chính là trái dứng đó. Ai út mà. Anh không ngờ Mắt anh vẽ em đẹp vậy nhìn luôn phát á. điếc luôn á. Anh tới phần tô màu đó nha. Em vẽ xấu quá là anh không cho em xài đó. Ừ gan luôn á ba. Anh vẽ cũng giống vậy. Ôi, này anh phải tập trung cao độ quá. Tại anh kiểu anh muốn vẽ thiệt là đẹp luôn á. Anh mà không tập trung là anh vẽ xấu lắm luôn á. Ôi mà cái game này nó còn giới hạn mực nữa nè. Làm sao nó có nhiều mực hơn. Nạp Robert. À, sao nhìn nó gan trong lớp phố ta ta. Anh vẽ sao cũng giống giống vậy. Y chang sinh đôi mà khác mẹ luôn vậy đó. What the hell. Ôi anh sắp tới giới hạn màu, anh không thể vẽ thêm được nữa rồi. Trời Xong em chưa, sắp xong xong chưa? Một, hai, ba. Dứt, dứt, dứt. Của em đâu? rồi. Biết Trái gì luôn, biết đây? cái gì là Ôi trái mắt chết ma, trái mắt chết... ma. Em biết trái của anh là gì không? chết chết siêu nè. Mà nhìn cũng không giống lắm. Nhìn nó hơi giống cục cứt một mình. Cũng Ôi mình mà đẹp sao cũng em vẽ đẹp vàng. vậy? Sao em vẽ đẹp vậy? Em tài mà. Nhìn giống trong đó phút thiệt á. Còn của anh sao, Đã nhìn hết đẹp mực không? thôi. Của anh được cái đuôi á, chứ bên trong nó bị lỏng lỏng sao á. Thì do là hồi nãy mình vẽ được trái Kitsune nên là bây giờ mình sẽ xài trái Kitsune nha. Nhưng mà đặc biệt hôm nay đó chính là năm mới nên là tụi mình sẽ đổi sân đấu mới luôn nha các bạn. Đó. Rồi sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn Rồi bật hai cây lên đồ đủ chưa? sàng. Rồi, Sau lưng em có gì kìa? Ủa? Ây da! quất. Anh mới xài cái chiêu này có 5-6 lần mà em bắt bài luôn rồi hả? Em biết sau lưng em có gì rồi, em biết sau lưng em có gì rồi. Ôi hay vậy. Các bạn ơi, này sao Vidắc nó bá đạo chứ vậy? Dạ, không tiếp cận được ta, trái Kitsune khó tiếp cận chứ vậy. Rồi Gì xong vậy chết, em? ổn không? Ổn lời lè. Ê, sao em nói từ đó? Nhanh hơn Kitsune nữa. Ôi, này chạy nhanh vậy, top 1 winner Việt Nam. Vô duyên kìa. Mày, sao? Mày vô duyên không? Mày, gì không trúng chiêu não cho vậy? Lại nữa. Mày Ôi, hắc não. hát Mày thì mày. hát 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 Chỉ các bạn cách đánh bại Vidắc nha các bạn. Gặp ngoài sân thường các bạn chỉ cần gì nè. Bắn vô chỗ này. Ít vô. Quýnh thường. Tôi Hiểu rồi, chết hiểu rồi, rồi, cũng hiểu một rồi, cái hiểu là đồ rồi. yếu. Mày chắc anh phải tiễn em đi rồi. Ôi. Mày. Úi, Gấp cái gì? vậy, anh gấp vậy. Gấp gì? Mày, ui, ê, chôn Việt hả? Nam, chôn mà. Rồi, bye bye nha Phúc, bye bye. Ủa, rồi các bạn ơi, các bạn biết tại sao nãy giờ mình im lặng không nói gì không? Tại vì mình đang miêu quyền đó. Bye bye, bye bye. Cái cây má đứng gần cái cây thì em đánh vô cái cây đừng nói gì hết á, anh đang mê quyền cây mà cây mà cây cây khoa. Vậy là hiện tại tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía của mình. Trái Kitsune đúng là mạnh vãi cái chưởng thiệt. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với dáng thứ hai nha. Và đây chính là trái quỷ mà mình sẽ vẽ trong cái dáng này. Các bạn đoán ra được là trái gì chưa? Giờ bắt đầu vẽ nha. ok Vẽ là phải đẹp mới được đó. Ủa hồi nãy anh có mình anh dễ xấu à. Các bạn đoán ra được trái quỷ gì chưa? Mình nghĩ là vẽ tới đây là các bạn cũng đã đoán được đúng không? Sao sao anh càng vẽ anh càng nhìn không ra trái quỷ này cho ta? Từ nhiên anh tập trung vẽ cho này, sao anh càng vẽ càng nhìn không ra cho ta? Bây giờ mình sẽ vẽ cái mặt nạ nó nha. Đố em trái nào có mặt nạ? Có Trái à. Venom. Ôi anh này không có chơi T-Rex. lớp phút rồi. Ui hay vậy. Ok các bạn ơi, thì sau hồi ngồi vẽ thì mình đã vẽ xong được cái phần màu, nhưng mà có một vấn đề đó, đó chính là mình sắp hết được vẽ nữa rồi, nên mình nghĩ là bây giờ mình sẽ vẽ một cách tiết kiệm nhất nha. Rồi hết mực rồi. No. Rồi. Rồi. Nè. Tiếp đi. 1 2 3. Ta da. Vậy thằng nào cũng tặng như nhau á. Em thấy trái T-Rex của anh nó bị thiếu một lỗ ở dưới đây không? Ôi của em vẽ gì nhìn không ra màu chứ, nhưng mà vẫn nhìn ra trái sao nha, cũng đẹp á. Ê, chuẩn, em cũng nhìn ra được trái T-Rex có cái hơi lẩm lẩm xíu thôi. Ok, đến lấy trái T-Rex ra cái đã. Ôi mà để ý nãy giờ nha, em vẽ toàn mấy trái gì nhìn cùi cùi không vậy? Trái sao mà cùi hả? Trái sao lần nào em xài em cũng thắng luôn á. Rồi Vô rồi. nè. Vẫy đuôi. Ủa sao không trốn? What the hell. Vậy. Ây da. Vậy. Sự tức giận Vậy của thợ săn. Chúng rồi Rồi ta. rồi rồi Ơi gì vậy trời. Vẫy đuôi. Mày lộn lộn
Đây nè. Rồi rồi. Nhưng mà các bạn biết giờ trái quỷ của mình nó có cái quýnh thường, bây giờ mình sẽ gọi là Ôi da. Rồi. Mày. Cái gì trời? Không kèn được, không kèn được cái chiêu này vậy. Ơi cái chiêu nó đau mà còn không kèn được nữa. Mày. Ôi, hay kìa. Mày hay rồi đó. Dạ. Mày hay rồi đó. Các bạn ơi, sao trái sau đam to vậy? Ơi em làm anh bực rồi đó. Biết giờ không? Nè nè, tê bê lên nè. Sức mạnh thôi tự sự. Ôi nó bắt bài mình hết rồi gì vậy thằng này. Ôi khủng long có bài được ông ta, chắc học rồi ha. Sao em chơi ăn gian kìa, em chơi bay anh chờ là sao? Đẹp dưới đất nè, em dưới đất rồi nè. Rồi. Em xuống đây em sai rồi. Em sai rồi. Rồi sao nữa? Sao nữa? Chôn. Ây da. Ôi, bị chôn rồi các bạn ơi. Cay quá. Đấy là một đều. Vậy là tỷ số của hai tụi mình hiện tại đang là một đều nha các bạn. Đúng là một trận chiến quá căng thẳng mà. Mẹ, cay quá. Lần này em phải vẽ cái trái mà gọi là siêu bá đạo luôn cho em biết tay mới được. Lần này mình sẽ vẽ một cái trái mà gọi là mình BBB cứng tay nhất luôn nha. Mình không nhường nó nữa. Em chi? Sao biết hay vậy? What the f... Các bạn ơi, bữa nay bị bắt bài hết rồi. Ôi nhưng mà trái mochi này khó dễ vậy. Đó các bạn nhìn ra trái mochi không? Trái mochi này chắc chắn là trái mochi mà đẹp nhất mà em từng thấy luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ tô màu phần trên trước nha. Thì mình mới phát hiện cái công cụ giúp tô màu dễ hơn nên là mình nghĩ là sẽ đẹp hơn á. Ôi anh xong luôn nè. Quá đẹp. Y chang trong hình luôn, các bạn thấy giống không? Rồi anh xong nè, anh xong chưa? Chấp. Quá đẹp trời luôn. Trời. Xong chưa? 3 trời. 2 1 chết Go mẹ. Go. Cái Shadow đang cười nè. Mày giỡn với anh nè. Shadow. Nhìn nó gan luôn các bạn. Nhìn khác gì không? Trái này là trái Shadow bị cận huyết nè. Trái Mochi của anh nó còn có nếp nhăn ở trên đầu nè, thấy không? Y chang với Mochi thiệt nè. Ok, tôi thích cái chi tiết này nè. Vẽ phải gọi là tỉ mỉ vậy luôn á. Này nhìn giống chiếc đắt hơn á. Shadow. Coi như là Shadow đi, vô nè. Ok, bây giờ mới đắt sẽ ăn trái Shadow nha các bạn. Anh tăng động kìa, anh tăng động kìa. Mà giờ không phải bóng, không phải màn đêm gì hết trơn. Ôi. Em Dracula mà. Chứ sao. Em sợ anh sáng lắm, em sợ mày anh sáng lắm. Mày sợ. Thằng này nó ăn gian. Mày. Ui. Dạ, ba vô. Cái trái này á. Ôi các bạn ơi, Vidac nó vẽ sai trái rồi. Hồi nãy vẽ Kizune có khi ăn đó nha. Kìa bay kìa, gì vậy? Nè đấm nè. Đấm mày nè. Ui. Sao vậy? Rồi tối qua không thấy em luôn á. Em đã đen mà còn chui vô bóng tối nữa. Cái này mà nói ha, đang trong đêm một cái. Ây da, mạnh. Ây da, cái gì? Mạnh vậy? Trời hết rồi. Mày. Hết cái màn đêm bao phủ rồi, mày chạy đâu? Ây da. Hết phép. Ây da, sao cũng mạnh quá vậy? Khùng hả? Ơi má, bị gì? Nè, vô, lăn vô luôn nè. Chơi thẳng tay mày luôn với em luôn. Mày. Ủa này giờ có chiêu V nữa mà quên xài hàng chi. Cứ thấy thiếu. Rồi xong. Ôi, cái gì? What? Ơi. Ôi sao combo được phá đó vậy? Ây da, no. Rồi bye bye. Chạy hồn. Bye bye John. Ây da, ui, gì vậy? Ơi mấy con dơ nó cũng quýnh được nữa hả? Rồi xong, good. Bye bye. Ơi, mát đừng chết, tôi không chết. Mày, ây da. Nè. And. Ây, ơi hên vậy. Mày. Dạ. Ê. Dạ. Dạ. Bye bye. Ui. Rồi chạy đâu? Chạy đi đâu? Ngay đừng. Đừng. Tập phát. 2-1 nha các bạn. Quá đơn giản luôn. Mình nói rồi, mình sẽ chơi Mochi á là không thể nào mà thua được. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ tư. Và nếu như trận chiến này mà Vidac không chiến thắng được mình thì tỷ số sẽ tăng lên là 3-1. Có nghĩa là khoảng cách giữa hai đứa mình sẽ tăng lên khá là cao. Nên để mình xem coi là kế hoạch của Vidac là gì nha. Em có dự định vẽ cái gì chưa? Em có một trái hệ John nha. Trái Mammoth. Trời. Đừng có nói ra là trái Kitsune nha. Em đâu có chơi bẳng giống hai kia, mới chặn đầu thì ba em Kitsune rồi. Coi nè má, sao anh vẽ tới khúc này thấy nó cứ kỳ sao á. Ui hai cái gì vậy? Nè nó đỡ hơn nè, cái này nhìn giống cái lá hơn nè, nãy nhìn nó hơi sai. Rồi tới cái này mới xú nè phố. Cái gì? Cái dồi con dồi. cái dồi con dồi. Rồi anh xong rồi.
quên. Xong rồi đó. Từ từ anh còn vẽ cái lá nữa cái đã. Ê à, xong không? 3, 2, 1, go. Vô. Ê, con voi của anh nhìn giống con khỉ vậy. Direct của em nè không? Ôi, direct em nhìn bữa vậy. Ôi, direct của em nhìn giống như trong phim một hình á. Rồi, lấy cho em mút nha. Ôi, con voi kêu sao ta? Biết voi kêu sao vậy? What the fuck? Voi là... Em biết anh à. Voi là kêu vậy nè. Nè, nè. Này, nó chơi điếm hoại ta. Vậy cái nó kêu mình đánh gà. Con voi nó kêu vậy mà. Mày, cái gì sao lôi con gà phốt? Hay là mày chạy. Trời ơi, hay vậy. Hay dữ vậy. Sao sao, muốn bật thú lên quýnh nhau không? Muốn bật thú quýnh nhau không? À, giết anh trước thì anh bật thú. Mày giết ảo, anh ảo, anh ảo. Mày. Mẹ chết mẹ ơi, đừng. Rồi. Ủa, rồi, cái gì vậy? Sao em hút anh, ui, anh bị dính ra vô rồi. Bự luôn, bự luôn. Bự luôn. Ôi ôi ôi. Lỡ luôn. Tha cho tôi đi. Lỡ luôn. Mày lỡ. Mày lỡ luôn. Ây da. Lỡ luôn. Thì tỷ số hiện tại đang là 2 điều nha các bạn. Không thể tin được chứ Mammoth lại có thể thua chứ T-Red chứ. Kay Kra. À, giờ tách nhau ra đây, vẽ cho em im lặng đi, không có tiết lộ trái quỷ của nhau nha. Dạ, ok. Chứ anh nghĩ hồi nãy em vẽ theo, anh nói trái Mammoth trước, em vẽ trái khắc chế là sao á. Ui, sẵn lâu. Rồi, trái này em bao anh khắc chế luôn. Em biết trái của anh là trái gì không? Em tự tin như vậy, thấy một cái là hơi ghén đó nha. Trái mẹ gì nữa. Ừ, đợi xíu đi em biết, trái này mạnh lắm, không giỡn được đâu. Em vẽ trái nào mạnh mạnh tí nha. Ờ, em vẽ trái này là chắc cũng cỡ cỡ đó đó. Lần này mình sẽ không nương tay với Vidắc nha các bạn. Pha nãy nhường nó quá hay sao á. Màu xanh nước biển nè. Rồi màu tím nè. Một bên. Má nhìn kỳ với ta. Rồi anh còn vẽ nốt cái phần này nó là xong rồi nè. Em xong chưa? Anh vẽ chưa được 2 phút nữa đó. Rồi để mình biến hình trước, mình đi vòng vòng chơi nha các bạn. Thấy anh ở ngoài không? Rồi hay rồi đó. Rồi, hiểu luôn. Hiểu luôn, hiểu cái gì luôn. Trái đó gặp em là lỏ luôn. Rồi. Trời. Cái gì? Rồi lỏ luôn. Ôi mà em dễ đẹp quá vậy. Ừ sao của anh nhìn má nhìn tạc não mà cơ là. Anh xấu mà xấu kinh dị luôn á. Ok nha các bạn, thì do nãy là mình vẽ quá giống cái Spirit luôn nè. Mình lấy ra cho các bạn coi nè, vậy mới nói không giống. Cũng 1-9, 1-10 á. Đó, khác gì đâu. Rồi vô nè, cho em biết sức mạnh của trái mà em chơi xấu nè nha. Ờ, vô chưa? Mày! Ghê vậy, cũng nhanh tay đó nha. Thôi bây giờ nói thiệt, trái này mà em tiếp cận là hơi sai á. Thiệt luôn á. Mày! Nữa! Nữa hả? Sao hay vậy? Rồi, đây, chịu hồi mấy cây đồ ra nè, quýnh em nè. Ui, chạy nhanh vãi, ui, nhanh vãi. Má nhanh hơn em nữa. Dạ, sao xài chiêu hụt vậy ta, rồi. Mày. Rồi, Phú ơi, lần này. Gì vậy, Ủa, sao em chạy ra được. Gì không sao, bắn hụt rồi. Rồi, em chết nè, lỏ ơi. Lỏ chưa? Lỏ chưa. Tỷ số giờ là nhiêu vậy? 3-2. Là nghiêng về anh hả? Nghiêng về em. Khôn quá ha. Sao chuyện này được? Rồi, nãy cho anh Giang, bạn nghĩ sao sẽ chiếc cái Tsune ra đánh lại? Rồi, được rồi, lần này anh sẽ vẽ một trái khác bá đạo nữa nha. Rồi, được rồi, dáng cuối cùng rồi, nếu mà mình thua dáng này nữa thì coi như mình sẽ thua hoàn toàn luôn. Nên là bây giờ mình phải vẽ một trái rồi đó, thật sự mạnh nha. Và bạn biết rồi đó, trái nào mà có thể mạnh hơn được trái này nữa. Ê, nữa rồi, sao vẽ nó cứ ra cái hình gì kỳ kỳ vậy ta? Chắc là do đầu óc của mình đen tối rồi bạn ơi. Ui, đẹp chứ vậy? Ui. Trái này anh có khiếu vẽ vãi, nhìn đúng đẹp luôn á. Oh, oh my god. Ui, trong lock food đem ra luôn hay nè. Anh ảo. Ui, đẹp kìa. Một tí nữa, anh ra anh cho em coi nè, em biết. Anh chỉ còn 10 giây thôi, 1. Thôi, ơi, vậy. 2. 3. Rồi, xong rồi, vô. Ui. Ôi, đẹp gì hả? Đẹp gì hả? Anh giống thôi, lần này. Lần này cũng được, cũng đẹp. Lần này có anh là siêu đẹp luôn á. Lần này anh nghĩ là của em đẹp hơn nè, đứng trong mấy bạn fan chấm, ai chấm đẹp hơn đi. Rồi. Đăng ký là cho lên like là cho mình nha các bạn. Ôi, chắc video này 10 tỷ người like luôn quá. Ủa vậy? Ôi, chắc video này 10 tỷ người đăng ký luôn quá. Lần này vẽ đẹp rồi không thể nào mà thua được nha các bạn. Tại vì thua giấy này là coi như thua luôn rồi. Cúp luôn. Phải lật kèo các bạn ơi, phải lật kèo. Dòng máu, nhân vật chính đang chảy cho người mình. Mạnh như thế. Ui, hên kìa. Hên kìa. Chúng ta. Hên phải.
Ôi các bạn ơi, dòng máu nhân vật chính đang chảy vào người mình các bạn ơi. Ngón tay súng lục bắn là xuống. Trời ơi, ê, kỳ vậy. Đa. Ôi, khùng gà, khùng gà. Mi khay nè con. Anh là mi khay nè. Rồi, combo full chiêu không trúng một chiêu nào luôn. Làm gì ta, anh gì? À, anh đợi phút cuối, anh đợi phút cuối, anh làm thôi. Ảo, gọi mi khay nè. Đâu đây này, bước lại, bước lại này. Nè, ôi, ảo vậy. Cú đá xe gió. Ôi sao không trúng vậy, cú đá xe gió. Té luôn, xe... trốn lẹm. Mày ảo. Té luôn, té luôn. Ờ sao chiêu chém một chi dễ trúng vậy. Em ôi tụi em mà. Khùng hả. Rồi rồi rồi, mày xong rồi con, mày học chiêu này là mày biến hình leo bát. Cú sút chết người ơi. Đừng anh chơi, anh nó giận, đi, nó giận. Anh đi, chôn, anh chôn, đi. Anh chôn mà, chôn mà. Chôn mà. Khùng, khùng, khùng. Mày cút. Dạ, 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 khoan, khoan, khoan. Chốt tôi mất tè. Chốt là chiêu nè. Sao, sao? Ôi, cái gì vậy? Ôi, ôi, lỗi bung. Mày, lỗi. Mày, ngón tay súng lột. Dạ. Rồi, phát cuối nè, phát cuối nè. Sút. Tự nhiên cái. Tự nhiên cái. Ây da. Ôi tự nhiên nhức đầu quá mọi người ơi. Tự nhiên nhức đầu quá. Vậy là 4-2 rồi đó hả. Vậy là anh thua rồi. Nói chung thì hôm nay mình lỡ luôn là vấn đề kỹ năng các bạn ơi. Bài học rút ra hôm nay đó chính là nên xài trái kitsune để giành chiến thắng nha. Biết vậy nãy dễ 5 trái kitsune thắng rồi.